bí quyết trường thọ và ba lời khuyên chân thành, 15 câu chuyện giúp bạn sống khôn từ lời dạy cổ nhân. Câu chuyện thứ nhất, bí quyết trường thọ. Dưới chân núi Thái Sơn có một viên đá tên là Tam Tiếu Thạch. Theo truyền thuyết, trước đây có ba ông lão đã 100 tuổi, thường xuyên đến trước hòn đá này tập thể dục, luận bàn về cổ kim, mặt mày rạng rỡ vui vẻ. Có một hôm, ba người nói về bí quyết trường thọ của mình. Ông A nói, trước khi ăn cơm uống một ly rượu. Ông B nói, sau khi ăn cơm đi bộ. Ông C nói, bà vợ thật đáng ghét. Ba người cùng cười lớn, và cái tên đá Tam Tiếu Thạch cũng từ đó mà ra. Bí quyết sống lâu của ba ông lão thật đơn giản nhưng có phần làm cho người ta khó hiểu. Thực ra, những điều họ nói đều có lý. Uống một ly rượu vừa phải trước bữa ăn có thể kéo dài tuổi thọ. Đi bộ sau bữa ăn vừa phải có thể kéo dài tuổi thọ. Còn câu nói về bà vợ là một câu hài hước, muốn nói rằng nhu cầu quan hệ tình ái sẽ giảm bớt theo tuổi tác, không nên ham mê quá đà. Những lời nói trí tuệ đó khuyên chúng ta nên cân bằng mọi hoạt động trong cuộc sống, phải cân đối vừa phải mới là tốt nhất. Sự cân bằng này giúp ta duy trì sức khỏe, tinh thần lạc quan và hướng đến một cuộc sống dài lâu, hạnh phúc. Cuộc sống không chỉ là những thói quen hàng ngày, mà còn là cách chúng ta quản lý tâm hồn và cảm xúc của mình, học cách tận hưởng từng khoảnh khắc một cách điều độ và ý nghĩa. Câu chuyện thứ hai, điều quan trọng nhất. Một vị quốc vương mong muốn rằng nhân dân trong vương quốc của ông mãi được sống trong thái bình, nghĩ rằng nếu có thể giải quyết tốt ba việc thì quốc gia sẽ luôn cường thịnh. Thứ nhất, làm sao dự đoán trước được thời gian quan trọng nhất. Thứ hai, làm sao biết được người quan trọng nhất. Thứ ba, làm sao thực hiện được nhiệm vụ quan trọng nhất. Quần thần hiến kế rằng phải nắm được thời gian, phải chỉnh lý các bản biểu, mà nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là bồi dưỡng giáo sĩ và nhà khoa học. Nhiệm vụ cần thiết hiện nay là phát huy khoa học và thực thi pháp luật nghiêm minh. Quốc vương đến thăm một vị ẩn sĩ, xin ý kiến ông ta về ba vấn đề trên, nhưng ẩn sĩ không trả lời. Quốc vương thấy ẩn sĩ đào đất mệt mỏi, liền xuống giúp ông ta. Lúc trời chập choạng tối, có một người bị thương đến tìm vị ẩn sĩ. Quốc vương giúp anh ta băng bó vết thương, sau đó lên đường quay về cung. Hôm sau, người bị thương tìm gặp quốc vương và nói, vốn dĩ tôi là kẻ thù của ngài. Hôm qua biết ngài đến thăm ẩn sĩ, tôi muốn đợi lúc ngài trở về sẽ giết chết ngài, nhưng bị vệ sĩ phát hiện và đánh. Tôi bị thương, không ngờ lại gặp ngài, cảm ơn ngài đã cứu giúp, tôi không còn là kẻ thù của ngài nữa. Tôi muốn làm bạn với ngài. Sau khi người bị thương bỏ đi, quốc vương lại hỏi ẩn sĩ giải đáp ba vấn đề trên. Ẩn sĩ nói, thần đã trả lời rồi. Người hỏi, bao giờ? Ẩn sĩ nói, nếu bệ hạ không thương xót thần, lao động cực nhọc ở đây giúp thần, khiến chậm trễ thời gian quay về thì đã bị kẻ thù giết hại. Nếu như bệ hạ không thương tên địch bị thương, băng bó cho hắn, hắn sẽ không dễ dàng bị bệ hạ thuần phục mà xóa bỏ thù hận. Do đó, thời gian quan trọng nhất là hiện tại, chỉ có hiện tại mới có thể nắm vững. Người quan trọng nhất chính là người bên cạnh, vì bệ hạ có thể ảnh hưởng đến họ ngay lập tức. Trên thế gian, việc quan trọng nhất chính là tình yêu. Không có tình yêu, cuộc sống làm sao có ý nghĩa? Câu chuyện nhấn mạnh rằng, trong vô số quyết định và hành động hàng ngày, không có gì quan trọng hơn việc sống trong hiện tại, coi trọng người đang bên cạnh và hành động với tình yêu. Sống trong hiện tại là chìa khóa để nắm bắt cơ hội và đối mặt với thách thức. Quan tâm đến những người xung quanh chính là cách thể hiện tình yêu và lòng nhân ái, giúp xây dựng một xã hội bền vững hơn. Cuối cùng, tình yêu là yếu tố quan trọng nhất, là lực lượng mạnh mẽ có sức mạnh thay đổi con người và thế giới. Trải qua những khoảnh khắc,
quyết định và hành động dựa trên tình yêu, chúng ta không chỉ tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống của bản thân mà còn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Câu chuyện thứ ba, lấy oán báo ơn. Một con hươu đang đi trong rừng bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu. Hươu chạy về nơi phát ra âm thanh và thấy một con sói đang bị kẹt dưới một cái cây. Hươu hỏi, anh sói ơi, anh có sao không? Đừng hỏi nữa. Mau dùng sừng của bạn, lấy cái cây ra đi để tôi leo lên. Sói nói, tôi không biết có nhấc nổi nó không. Hươu nói, rồi nó thử lấy sừng nâng cái cây lên, cố gắng hết sức mới nâng nổi cái cây. Con sói chui ra. Việc đầu tiên là kiểm tra xem có bị gãy xương không, rồi sau đó vui vẻ nhảy lên nói với hươu, hươu ơi, bây giờ tôi muốn ăn thịt anh, bạn thấy sao? Hươu sợ hãi, nó nói, lẽ nào anh không biết nhục khi tôi đã cứu mạng anh, ngược lại anh lại đòi ăn thịt tôi. Đúng, anh cứu mạng tôi. Tôi rất cảm ơn, nhưng bây giờ tôi đói rồi, do đó phải ăn thịt anh. Chúng tranh cãi hồi lâu, sau cùng quyết định mời gấu tới phân giải. Chúng kể tường tận, tỉ mỉ câu chuyện cho gấu nghe. Gấu nghĩ một chút rồi nói với hươu, anh cứu sói, sói lại muốn ăn thịt anh. Sói làm vậy là không đúng. Nhưng nếu xét ở một phương diện khác mà nói, sói cũng có lý gì đói mới phải ăn thịt anh. Như thế này nhé, hãy đưa tôi đến chỗ cái cây đó xem anh đã cứu sói như thế nào. Tôi mới quyết định được. Hươu và sói đều đồng ý. Mọi người quay lại chỗ cái cây bị đổ, dùng hết sức để nhấc cái cây đè lại lên người sói. Lúc này, gấu nói, anh hãy dùng sừng nhấc cây ra để cứu sói. Hươu trả lời, hôm nay tôi đã nhấc cây này 2 lần rồi. Bây giờ tôi mệt lắm. Gấu nói, nếu như anh không có sức để nhấc, vậy đừng nhấc nữa. Nhưng với tình hình thế này, tôi làm sao giải quyết? Hươu, anh đừng tức tôi. Tôi không phải là không bênh vực anh. Tôi hết cách rồi. Nói xong, gấu bỏ đi, thật sự là hết cách. Hươu nói xong cũng bỏ đi. Vì vậy, con sói bị cây đè cho đến chết. Câu chuyện dạy ta rằng, giữa ân oán, lựa chọn báo ân là con đường cao quý, mang lại sự hài hòa và tích cực cho cả bản thân và người khác. Sự biết ơn không chỉ là một đức tính tốt, mà còn là cơ sở vững chắc cho mọi mối quan hệ lành mạnh và bền vững. Cuộc sống đôi khi đưa ra những bài học khó khăn, nhưng cách chúng ta đối mặt và phản ứng với chúng quyết định đến chất lượng và ý nghĩa cuộc sống của mỗi người. Câu chuyện thứ tư, may mắn và bất hạnh. Trước đây, có một thanh niên luôn cầu trời ban cho anh ta hạnh phúc lớn nhất. Anh ta ngày ngày thành kính cầu trời, khấn Phật. Lòng thành của anh cuối cùng cũng khiến ông trời cảm động. Một đêm nọ, anh nghe thấy có tiếng gõ cửa. Khi ra mở thì phát hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng đợi. Lúc này, cô gái đẹp cất tiếng nói như chim hoàng oanh núi, tôi là nữ thần quản lý hạnh phúc, là thiên sứ may mắn. Người thanh niên vui sướng vội vàng mời cô vào nhà. Thiên sứ may mắn cười nói, đợi một chút, tôi còn có một người em gái, cô ta đi với tôi như hình với bóng, sau đó giới thiệu người em gái đứng sau lưng mình cho người thanh niên kia. Khi người thanh niên nhìn thấy người em gái kia, anh ta rất kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ, trên thế giới này sao có người con gái xấu xí đến thế? Anh ta nghi hoặc hỏi thiên sứ may mắn, cô gái này đúng là em gái của nàng chứ? Thiên sứ nghiêm túc trả lời, cô ấy là em gái tôi, tên là thiên sứ bất hạnh, là vị thần quản lý bất hạnh. Người thanh niên nghe xong liền cầu khẩn, hãy nói thiên sứ bất hạnh ở ngoài chờ mình, nàng vào thôi có được không? Cô ta trả lời, điều đó không thể được vì ta và em ta từ nhỏ đến giờ luôn như hình với bóng. Người thanh niên nghe thấy rất buồn, chần chừ, chưa biết làm thế nào. Lúc này, thiên sứ may mắn nói, nếu như người khó quyết định, vậy thôi, chúng tôi xin cáo từ. Trong lúc người thanh niên vẫn còn do dự, thì cả hai người họ đã biến mất. Khi hạnh phúc đến,
luôn có bất hạnh đi kèm. Không nên vì hạnh phúc sắp đến mà liều lĩnh, và cũng đừng vì nhìn thấy bất hạnh mà chùn bước. Bởi vì hạnh phúc và bất hạnh luôn song hành cùng nhau. Vì thế, hãy chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đối mặt với nó. Câu chuyện nhấn mạnh sự thật rằng, trong cuộc sống, hạnh phúc và bất hạnh luôn đi đôi với nhau. Điều này dạy chúng ta rằng không có hạnh phúc nào mà không phải trải qua thử thách, và không có khó khăn nào mà không mang lại bài học hay cơ hội nào đó. Câu chuyện khuyên chúng ta không nên quá mải mê theo đuổi hạnh phúc, mà quên mất rằng đôi khi nó đi kèm với những thách thức cần phải vượt qua. Đồng thời, không nên quá sợ hãi trước bất hạnh đến mức bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm niềm vui và sự may mắn trong cuộc sống. Hãy chuẩn bị tâm lý để đối diện với mọi tình huống, đón nhận và học hỏi từ chúng, bởi vậy chúng ta mới có thể trưởng thành và tìm thấy ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Sự tỉnh thức và hối hận thật lòng có thể mở ra những điều kỳ diệu, thậm chí khi chúng ta nghĩ rằng mọi hy vọng đã mất. Mỗi hành động, dù là nhỏ nhất, cũng có thể gieo rắc hạt giống của sự thay đổi và làm nảy nở những điều tốt đẹp trong tâm hồn ta và trong thế giới xung quanh. Câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của niềm tin và sự linh thiêng, khích lệ mỗi người hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và sức mạnh của lòng từ bi. Đôi khi, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ cũng đủ để thắp sáng hy vọng và dẫn lối cho chúng ta tìm thấy con đường trở về với bản thân thật sự và với sự thanh thản. Câu chuyện thứ 5, dấu chân trên bùn. Khi Đạm Chân mới là hòa thượng vừa mới xuất gia, trụ trì thấy sư Thiên Chất thông minh, cần cù, hiếu học, trong lòng thầm khen, thế nhưng lại để sư làm hành cước tăng, một công việc mà trong chùa không ai chịu làm. Hàng ngày đi về trong mưa gió, chịu đựng gian khổ, người đi khất thực thường bị coi thường, trầm trọng và chế giễu. Đạm Chân rất tức giận. Một hôm, đã canh ba mà Đạm Chân vẫn chưa đi ngủ, trụ trì lấy làm lạ. Bước vào phòng, Đạm Chân thấy Đạm Chân nằm im không động, đệm bên giường, chất một đống giày cỏ đã rách nát. Trụ trì gọi Đạm Chân dậy hỏi, hôm nay con không ra ngoài khất thực, mà xếp những chiếc giày hỏng ở đây làm gì? Đạm Chân ngáp một cái nói, người khác một năm đi một đôi giày cỏ vẫn không sao, nhưng con vừa mới đi tu hơn một năm đã đi rách nhiều giày như thế. Con có nên tiết kiệm giày cho nhà chùa không? Trụ trì nghe xong đã hiểu, mỉm cười nói, đêm qua trời đổ mưa to, con cùng ta ra xem con đường trước chùa một chút. Đạm Chân và trụ trì đi ra con đường lớn trước chùa. Đó là một sườn đất, do trời mưa nên mặt đường rất lầy lội. Trụ trì đập nhẹ vai Đạm Chân nói, con muốn làm một vị sư bình thường hay một nhà sư Phật Pháp tinh thông? Đạm Chân nói, đương nhiên con muốn là một nhà sư nổi tiếng Phật Pháp tinh thông, nhưng hiện giờ con chỉ là một vị sư khất thực bị người ta coi khinh thì làm sao có thể Phật Pháp tinh thông? Trụ trì cười, có phải hôm qua con đi qua con đường này không? Đạm Chân nói, thưa, phải. Trụ trì hỏi, con có thể tìm thấy dấu chân của mình không? Đạm Chân thật sự không hiểu nói, hôm qua đường vừa cứng vừa bằng phẳng. Tiểu tăng làm sao có thể tìm thấy dấu chân của mình? Trụ trì cười nói, hôm nay hai chúng ta đi trên con đường này một lần nữa, con có thể tìm thấy dấu chân mình không? Đạm Chân nói, đương nhiên là được. Trụ trì nghe xong mỉm cười, vỗ nhẹ vai Đạm Chân nói, đường lầy lội mới lưu lại dấu chân. Trên thế giới, rất nhiều chúng sinh không như thế. Những người đó suốt đời, tầm thường không trải qua phong ba. Sóng gió cũng giống như đôi chân, đặt trên con đường vừa bằng phẳng vừa cứng, bước đi chẳng để lại gì. Còn những người đi qua mưa gió, lặn lội trong gian khổ cũng giống như bước chân đi trên con đường lầy lội. Họ càng đi xa, dấu chân càng chứng minh cho giá trị của họ. Đạm Chân xấu hổ cúi đầu. Từ đó về sau, bước chân đầy sức lực của sư in đầy trên con đường lầy lội trước chùa, lưu dấu trên khắp xứ Phật tàng.
đi trong lầy lội của cuộc sống mới lưu lại dấu vết sâu đậm. Câu chuyện này nhấn mạnh ý nghĩa của việc trải qua gian khổ và thử thách trong cuộc sống. Nó dạy ta rằng những khó khăn, thách thức chính là những bài học quý giá giúp ta trưởng thành và khẳng định mình. Giống như dấu chân in hằn trên bùn lầy, mỗi trải nghiệm khó khăn mà ta vượt qua đều để lại dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời ta, chứng minh cho giá trị và sức mạnh nội tại của mỗi người. Hãy đón nhận mọi khó khăn như những cơ hội để thể hiện bản thân và để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình cuộc đời mình. Câu chuyện thứ 6, hòn đá và viên gạch. Truyền thuyết kể rằng, khi lão tử cưỡi trâu xanh đi qua cửa hàm cốc, có gặp một ông lão tóc bạc trên 100 tuổi. Ông lão hành lễ với lão tử rồi nói, nghe nói tiên sinh học rộng tài cao. Lão xin tiên sinh chỉ giáo vài điều. Ông lão tiếp tục nói, tôi năm nay đã 106 tuổi. Nói thực từ khi thiếu niên đến giờ, ngày nào cũng an nhàn. Người bằng tuổi với tôi đều chết cả. Họ đã khai khẩn hàng trăm mẫu đất, ruộng vườn mênh mông nhưng cuối cùng lại không còn gì. Xây vạn lý trường thành nhưng không được hưởng vinh hoa. Xây 4 căn nhà nhưng lại chôn thân ở nấm mồ nơi ngoại ô hoang du. Còn tôi, cả đời không gieo, không cấy nhưng vẫn ăn ngũ cốc. Tuy không xây gạch nhưng vẫn sống trong ngôi nhà che chắn được gió mưa. Tiên sinh, bây giờ tôi có thể cười cho cuộc đời vất vả, bận rộn của họ được chứ? Chỉ là đổi lại bản thân được chết trẻ một chút. Lão tử nghe xong cười mỉm nói, xin hãy tìm một viên gạch và một hòn đá mang lại đây. Lão tử cầm viên gạch và hòn đá đặt trước mặt ông lão và hỏi, nếu như chỉ chọn một, thưa cụ, cụ sẽ chọn viên gạch hay hòn đá? Ông lão đã chọn viên gạch và đặt trước mặt mình, nói, tôi đương nhiên chọn viên gạch. Lão tử cười hỏi ông lão tại sao? Ông lão chỉ vào hòn đá nói, viên đá này chẳng có góc, cũng chẳng có cạnh, lấy nó làm gì mà viên gạch lại có tác dụng? Lão tử lại chào mọi người xung quanh và hỏi mọi người chọn hòn đá hay viên gạch. Mọi người đều chọn viên gạch mà không chọn hòn đá. Lão tử lại quay ra hỏi ông lão, hòn đá sống lâu hay là viên gạch sống lâu? Ông lão nói, đương nhiên là hòn đá. Lão tử thư thái cười nói, hòn đá trường thọ hơn nhưng mọi người không chọn, viên gạch dễ thọ nhưng mọi người lại chọn, chẳng qua là vì có tác dụng và vô dụng. Dạng vật cũng thế, thọ tuy nhỏ nhưng có ích, mọi người đều chọn, đều thích, đoạn mà không thọ. Tuy trường thọ nhưng không có tác dụng, mọi người bỏ qua, mặc nhiên quên mất, nên trường thọ mà lại đoạn. Ông lão nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ. Câu chuyện phản ánh sự trí tuệ của lão tử trong việc dạy về giá trị thực sự của vật liệu và sự sống, cho thấy rằng giá trị thực sự không phải luôn được đo lường bằng tính hữu ích trực tiếp, mà còn bởi sự bền vững và kiên định trong cuộc sống. Câu chuyện thứ 7, gà con và hạt ngô. Có một con gà con hay ngồi trong ổ lo lắng bất an. Một hôm, có người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, khiến nó vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy. Đến khi nó quay lại, người đó đã bỏ đi, nhưng ở trước ổ có những hạt ngô. Lúc này, nó lấy làm lạ, nghĩ thầm, những hạt ngô này từ đâu mà có? Ngày thứ hai, người kia lại đến, nó lại bỏ chạy. Sau khi quay lại, cũng không thấy người kia đâu, nhưng trước ổ vẫn có những hạt ngô. Người kia và những hạt ngô nhất định có một mối liên hệ, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó. Nó không vội vàng đưa ra kết luận, do đó tiếp tục chờ đợi và quan sát người lạ kia. Nó đợi, cứ đợi, việc đó vẫn cứ thế diễn ra hàng ngày. Sau đó, lý thuyết nhân quả dần hình thành trong đầu nó. Mỗi lần khi người đó xuất hiện thì hạt ngô lại xuất hiện. Nó đã quan sát tổng cộng 999 lần. Bây giờ, nó đã khẳng định là người đó xuất hiện thì sẽ có hạt ngô. Người đó là nhân, hạt ngô là quả, 999 lần là quá đủ.
Nó bây giờ đã đưa ra kết luận quan hệ tất yếu này bởi vì nó đã chờ đợi, kiểm nghiệm, quan sát, nghiên cứu rất nhiều lần. Vì thế, nó khẳng định điều này sẽ tiếp tục phát sinh, không có gì là ngoại lệ. Đây là một quy luật, nó rất vui mừng đợi người kia xuất hiện. Và khi người đó xuất hiện lần thứ 1000, con gà đi về phía người đó, cảm ơn lòng nhân từ của người đó, sau cùng nó bị giết chết. Cuộc sống là thế, nó không có quan hệ nhân quả, cho dù sự việc đã diễn ra 999 lần. Bạn không thể kết luận lần thứ 1000 có thể là một ngoại lệ. Câu chuyện nhấn mạnh tầm quan trọng của sự quan sát và kiên nhẫn. Gà con đã dành thời gian quan sát và không vội vã đưa ra kết luận, mặc dù sự việc lặp lại nhiều lần. Điều này dạy chúng ta rằng, trong cuộc sống, chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn quan sát, không nên vội vã kết luận dựa trên những trải nghiệm hạn chế. Thứ hai, câu chuyện cũng là một lời nhắc nhở về việc không nên quá tin tưởng vào những quy luật, dù chúng có vẻ như không thể thay đổi. Sự kiện lần thứ 1000, một sự kiện bất ngờ và không lường trước được, đã chứng minh rằng, dù một mối liên hệ có vẻ như rất rõ ràng và không thể nghi ngờ, luôn có khả năng xảy ra ngoại lệ. Thứ ba, câu chuyện cuối cùng đặt ra một câu hỏi triết học sâu sắc về nhân quả và sự không chắc chắn của cuộc sống. Dù gà con đã kiên nhẫn và cẩn trọng trong việc rút ra kết luận của mình, nó vẫn không thể lường trước được kết cục cuối cùng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, dù chúng ta có cố gắng hiểu biết và kiểm soát môi trường xung quanh đến mức nào, luôn có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Cuối cùng, câu chuyện cũng phản ánh một phần thực tế phũ phàng của cuộc sống, nơi mà kết cục không phải lúc nào cũng như chúng ta mong đợi. Nó giáo dục chúng ta về việc giữ tâm trí mở cửa trước mọi khả năng và chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ điều gì có thể xảy ra. Câu chuyện thứ 8, xấu và đẹp. Một người thầy cùng ra ngoài du ngoạn với các học trò. Khi đêm xuống, họ ghé vào quán trọ ven đường nghỉ ngơi. Ông chủ quán trọ có hai người vợ, một rất đẹp, một rất xấu. Thấy thế, các đệ tử tranh luận xem ông chủ quán yêu người vợ nào hơn. Có người cho rằng, ông ta nhất định rất yêu thương người vợ xinh đẹp, nhưng cũng có người lại cho rằng, ông ta không yêu thương ai cả. Cuối cùng, họ kéo nhau đến hỏi ông chủ quán. Ông ta trả lời, tôi yêu người vợ xấu, rất ghét người vợ đẹp. Nghe thế, ai nấy đều lấy làm lạ. Họ không hiểu tại sao ông lại yêu người vợ xấu mà lại ghét người vợ đẹp, nguyên nhân là gì? Vì vậy, họ quyết định đến hỏi ông chủ quán, nhưng người thầy ngăn lại, nói bởi vì người chủ quán yêu cái đẹp. Người vợ đẹp lúc nào cũng cho rằng mình đẹp, lúc nào cũng ăn diện trau chuốt. Điều đó biến cô ta thành kẻ xấu. Còn người vợ kia, tuy diện mạo không được đẹp, nhưng lại có vẻ đẹp nội tâm. Các con nói xem, giữa diện mạo đẹp và nội tâm đẹp thì cái nào đẹp hơn? Sự kiêu ngạo đã biến cô vợ đẹp thành xấu xa. Tự kiêu làm sao có thể xem là đẹp? Còn cô vợ xấu, bởi bản thân xấu nên rất khiêm tốn, đó chính là nét đẹp của cô ta. Câu chuyện nhấn mạnh sự quan trọng của vẻ đẹp nội tâm so với vẻ đẹp hình thức và cách chúng ta đánh giá và đối xử với người khác dựa trên các chuẩn mực ngoại hình. Câu chuyện thứ 9, niềm vui khi nào đến. Một nhóm thanh niên luôn cảm thấy cuộc sống thật vô vị, nên họ cùng nhau đi khắp nơi để tìm niềm vui. Trên đường tìm niềm vui, họ gặp rất nhiều phiền toái, sầu não và đau khổ. Vì vậy, họ tìm đến hỏi Socrates, niềm vui cuối cùng ở đâu vậy, thưa thầy? Tại sao chúng tôi đi tìm niềm vui nhưng chúng tôi chỉ thấy những điều không vui và chúng ngày càng không ngừng tăng lên? Socrates nói, trước tiên, hãy giúp tôi đóng một chiếc thuyền. Nhóm thanh niên tạm thời gác chuyện đi tìm niềm vui sang một bên để tìm công cụ đóng thuyền. Trải qua 49 ngày lao động vất vả, họ đóng xong chiếc thuyền độc mộc.
Khi hạ thủy, họ mời Socrates xuống thuyền cùng hợp lực chèo cùng ca hát. Socrates hỏi, thế nào, các anh có vui không? Nhóm thanh niên đồng thanh trả lời, rất vui. Socrates nói, niềm vui là như thế. Nó là sự bận rộn vì một mục đích rõ ràng và nó cũng đến rất bất ngờ. Câu chuyện nhấn mạnh rằng, niềm vui không phải là điều ta tìm kiếm ở nơi xa, mà là kết quả của quá trình lao động và nỗ lực vì một mục tiêu, đôi khi đến một cách bất ngờ từ những hoạt động đơn giản nhất. Câu chuyện mang lại thông điệp sâu sắc về sự tự do và giải thoát từ những ràng buộc của cuộc sống vật chất, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống một cuộc đời có ý nghĩa và đạt được sự tự tại, thay vì lo lắng về nơi nào sau khi cuộc đời kết thúc. Câu chuyện thứ 10, Quảng Trọng và Bảo Thúc Nha. Quảng Trọng là một danh tướng giỏi thời Xuân Thu, Chiến Quốc, phò tá Tề Hoàng Công giúp nước Tề xưng bá. Bảo Thúc Nha, hay còn gọi là Bảo Thúc, là một người thông minh nổi tiếng. Hai người họ là bạn rất tốt của nhau. Ban đầu, Quảng Trọng hầu hạ con trai của Tương Công là Công Tử Kiêu, Bảo Thúc Nha hầu hạ em của Công Tử Kiêu là Công Tử Tiểu Bạch. Sau khi Tương Công chết, quần thần quyết định đón Công Tử Cứu về nước lên ngôi. Quảng Trọng sợ Tiểu Bạch về nước trước, liền đuổi theo bắn một mũi tên. Công Tử Tiểu Bạch giả vờ trúng tên lừa được Quảng Trọng. Sau đó, cùng với Bảo Thúc Nha, nhanh chóng phi ngựa về nước Tề làm quân vương, tức là Tề Hoàng Công. Sau khi Tề Hoàng Công lên ngôi, muốn Bảo Thúc Nha làm thừa tướng, nhưng Bảo Thúc Nha lại tiến cử Quảng Trọng, người đang bị nhốt trong ngục. Tề Hoàng Công thuận theo đề xuất của Bảo Thúc Nha, cho Quảng Trọng làm thừa tướng. Về sau, Quảng Trọng chấp chính nước Tề, giúp cho Tề Hoàng Công xưng bá. Sau này, Quảng Trọng nhớ lại, khi tôi nghèo khó làm ăn cùng với Bảo Thúc, lúc chia lợi toàn là lấy nhiều hơn. Bảo Thúc không bao giờ cho rằng tôi tham, ông ta biết là do tôi nghèo khó. Tôi đã từng thay Bảo Thúc lập mưu nhưng ngược lại còn khiến ông ấy thêm khốn đốn, ra vào khốn cùng. Bảo Thúc không cho rằng tôi ngu, ông ta biết thời vận có lúc thuận lúc không. Trước lúc Quảng Trọng lâm chung, Tề Hoàng Công hỏi Quảng Trọng, Bảo Thúc Nha có thể thay thế vị trí của ông không? Quảng Trọng nói, không được, ông ta hiền lành quá, không thể thẳng tay trừng trị kẻ xấu. Nếu giao cho ông ta nắm quyền, e là sẽ làm hại đến Tề Hoàng Công, hơn nữa còn hại cả ông ta nữa. Sau khi Bảo Thúc Nha biết chuyện, không những không bất mãn với việc Quảng Trọng không tiến cử mình, ngược lại rất vui, nói chỉ có Quảng Trọng mới hiểu ông ta. Câu chuyện Quảng Trọng và Bảo Thúc Nha không chỉ kể về mối quan hệ giữa hai nhân vật lịch sử nổi tiếng, mà còn chứa đựng nhiều bài học quý giá về triết lý sống. Đầu tiên, câu chuyện minh họa sâu sắc về giá trị của tình bạn và sự tin tưởng. Quảng Trọng và Bảo Thúc Nha, mặc dù có những vai trò và địa vị khác nhau trong xã hội, nhưng họ vẫn dành cho nhau sự tin tưởng và hiểu biết sâu sắc. Sự ủng hộ và tin tưởng lẫn nhau giữa họ cho thấy tình bạn không chỉ dựa trên những thời điểm tốt đẹp mà còn phải vượt qua được những khó khăn, thử thách. Thứ hai, câu chuyện nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc hiểu biết và chấp nhận điểm yếu của bản thân và người khác. Quảng Trọng công nhận sự hiền lành quá mức của Bảo Thúc Nha có thể không phù hợp với vai trò một thừa tướng, cho thấy việc nhận thức và chấp nhận những hạn chế là cần thiết để đảm nhận trách nhiệm một cách hiệu quả nhất. Thứ ba, sự khiêm tốn và tự giác của Bảo Thúc Nha khi không cảm thấy bất mãn, kể cả lúc không được chọn làm thừa tướng. Thay vào đó, ông ấy cảm thấy vui mừng vì Quảng Trọng hiểu ông ta, là một bài học về việc không để bản thân bị chi phối bởi dục vọng quyền lực và danh vọng. Sự khiêm tốn và hiểu biết này càng làm tăng giá trị của tình bạn giữa họ. Cuối cùng, câu chuyện cho thấy, trong một mối quan hệ, sự hiểu biết và chấp nhận lẫn nhau là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn.
mỗi người cần phải hiểu rằng mỗi người có những đặc điểm, điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt. Việc này không chỉ giúp củng cố mối quan hệ, mà còn giúp mỗi cá nhân phát triển tốt nhất khả năng của mình. Tóm lại, triết lý cuộc sống rút ra từ câu chuyện Quảng Trọng và Bảo Thúc Nha là sự tin tưởng, hiểu biết, chấp nhận và khiêm tốn trong mọi mối quan hệ, không chỉ giúp xây dựng tình bạn bền vững, mà còn là nền tảng để mỗi người phát triển và đạt được thành công trong cuộc sống. Câu chuyện thứ 11, học cách từ bỏ. Có hai người tiểu phu nghèo kiếm củi trên núi. Một hôm, họ phát hiện trên núi có hai bao bông vải to, liền mừng rỡ vác về. Giá bông cao hơn giá củi nhiều lần, bán hai bao bông đó đi, có thể có tiền cho cả nhà ăn. Một tháng sau khi xuống núi, mỗi người cõng một bao, nhanh chóng về nhà. Đi được một đoạn, một người nhìn thấy trên đường có bó vải lớn, đến gần xem kỹ, thấy đó là loại vải bố, loại nhỏ hơn một bó. Anh ta thích thú, thương lượng với bạn, đề nghị bỏ bao bông lại để cõng vải về nhà. Người bạn không đồng ý, cho rằng mình đã cõng bông đi một đoạn đường dài, đến đây bỏ đi chẳng phải uổng phí công sức trước đó sao, kiên quyết không đổi. Người tiểu phu khuyên bạn không được đành lòng, cố gắng hết sức, vác bó vải đi tiếp một mình. Lại qua một đoạn đường nữa, người đó cũng phải nhìn thấy ánh sáng trong rừng. Khi đi đến gần, phát hiện có rất nhiều vàng bạc quý báu. Nghĩ lần này phát tài thật rồi, vội nói với bạn, bỏ bao bông đi mà gánh vàng bạc về. Người bạn vẫn không chịu, nghi ngờ đó là vàng giả. Anh ta khuyên bạn không nên phí sức, để tránh phải tay không. Người phát hiện ra vàng đành phải một mình gánh vàng. Khi xuống đến chân núi, không ngờ có một trận mưa to, khiến hai người ướt như chuột lột. Càng bất hạnh hơn là bao bông trên lưng người tiểu phu đã thấm nước, nặng không thể cõng nổi. Người đó bất đắc dĩ đành phải dứt bao bông đi, tay không cùng người bạn gánh vàng về nhà. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự từ bỏ và linh hoạt trong cuộc sống. Đôi khi, chúng ta mãi mê theo đuổi những mục tiêu và mong muốn của mình mà quên mất việc đánh giá lại tình hình khi có những cơ hội mới xuất hiện. Bám víu vào những thứ chúng ta đã có mà không nhận ra giá trị thực sự có thể nằm ở một lựa chọn khác là một bài học quan trọng từ câu chuyện. Sự kiên nhẫn và khả năng nhìn nhận lại con đường mình đang đi, cũng như sẵn lòng thay đổi hướng đi khi cần thiết, có thể dẫn đến những phát hiện và thành tựu lớn lao hơn nhiều. Câu chuyện cũng cho thấy, trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra giá trị thực của những gì mình có cho đến khi mất đi. Đó là lý do vì sao chúng ta cần học cách buông bỏ để mở lòng đón nhận những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Câu chuyện thứ 12, ba lời khuyên chân thành. Trên đường quay trở về từ thôn trang lân cận, vị giáo sĩ nhìn thấy một người mang bán một con chim rất đẹp. Vì vậy, ông ta mua con chim đó và nghĩ, con chim đẹp thế này nhất định ăn rất ngon. Không được có suy nghĩ như vậy, đột nhiên con chim mở miệng nói. Giáo sĩ giật mình hỏi, cái gì? Nhà ngươi vừa nói gì? À, con chim nói đúng, tôi không phải là con chim bình thường. Nếu ông đồng ý thả tôi ra, tôi sẽ cho ông ba lời khuyên. Giáo sĩ nghĩ con chim này biết nói như vậy, chắc chắn nó cũng có học vấn cao, nên đồng ý. Hãy nói cho ta nghe ba lời khuyên đó, rồi ta sẽ thả ngươi ra, chim nói. Điều khuyên thứ nhất là không bao giờ được tin tưởng vào những lời nói dối bất luận đó là ai. Cho dù anh ta có vĩ đại, nổi tiếng, uy danh, quyền lực và quyền uy thế nào đi nữa, chỉ cần người đó nói sai là không được tin. Giáo sĩ gật đầu, đúng. Con chim tiếp tục nói, điều thứ hai, không bao giờ làm việc vượt quá khả năng của mình, bất luận việc đó có cần thiết đi nữa. Vì thế, trước khi bắt tay vào làm việc gì cũng phải cẩn thận đánh giá, nắm được khả năng của bản thân.
Chỉ những người hiểu được giới hạn của bản thân mới là người thông minh, và những kẻ ngốc lại luôn muốn chứng tỏ bản thân mình là tài ba. Giáo sĩ gật đầu, đúng. Con chim lại tiếp tục, điều thứ ba, nếu như ông làm việc tốt thì không phải sám hối. Người ta chỉ sám hối khi làm điều sai trái. Cả ba lời khuyên đều là những điều sâu sắc hoàn mỹ. Do đó, ông thả con chim ra và vui vẻ quay về giáo đường. Ông nghĩ, ta sẽ dùng ba lời khuyên này cho buổi giảng đạo lần sau. Đây sẽ là những lời diễn thuyết tuyệt vời. Ba điều này đủ để làm thay đổi một con người. Ta phải viết nó lên trên tường, khắc nó lên trên bàn. Như thế ta sẽ nhớ đến nó mọi lúc. Đột nhiên, ông ta nghe thấy tiếng con chim kia cười khoái trá trên cành cây. Giáo sĩ hỏi, tại sao ngươi lại cười? Con chim nói, ông thật là ngốc. Trong bụng của tôi có một viên kim cương rất quý. Nó là vật báu vô giá. Nếu như giết tôi, ông sẽ trở thành người giàu có. Nghe con chim nói vậy, vị giáo sĩ rất hối hận. Ta thật ngốc, ta vừa làm gì? Ta lại tin vào lời của một con chim. Ông ta tức giận dứt quyển sổ ghi chép trên tay rồi trèo lên cây. Vị giáo sĩ này đã già mà trước giờ cũng chưa từng leo cây. Mỗi lần ông leo gần đến chỗ con chim đang đậu, thì nó lại bay lên cao hơn. Cứ như thế, cuối cùng ông và con chim đều ở trên ngọn cây. Khi ông đưa tay ra muốn bắt, thì nó bay đi, còn ông bị trượt chân rơi xuống đất, chảy rất nhiều máu, hai chân lại bị gãy, tình cảnh rất nguy kịch. Trong lúc ông đang hấp hối, con chim lại bay đến đậu trên một cành cây thấp, nói, ông đúng là ngốc. Đầu tiên, chẳng nhẽ ông tin chuyện trong bụng tôi có viên kim cương quý giá sao? Một lời nói dối như thế mà ông cũng tin là ngốc thật. Sau đó, ông lại làm một việc vượt quá khả năng của mình. Ông đã từng leo cây bao giờ chưa? Ông cũng biết là chim có thể bay. Làm sao ông có thể bắt tôi bằng tay được? Ông đúng là đại ngốc. Có phải ông hối hận vì đã thả tôi ra, đã làm một việc tốt, thì tại sao còn cảm thấy tiếc nuối? Bây giờ ông về nhà viết lại những nguyên tắc này và hãy dùng nó cho lần giảng đạo sau nhé. Câu chuyện thứ 13, chiếm hữu và buông bỏ. Một người đánh cá bắt được con rùa biển, ông ta đem về nuôi, chăm sóc như con của mình. Thế nhưng, con rùa biển không ăn, không uống, cũng không động đậy gì, suốt ngày chỉ nằm khóc. Tìm tôi ở ngoài biển lớn, ở đó có nhà của tôi, có con của tôi, có niềm vui của tôi. Anh hãy thả tôi ra đi. Rùa biển cầu khẩn người đánh cá. Người đánh cá không đành lòng thả nó ra vì ông ta thích nó. Thời gian lâu sau, nhìn con rùa biển yêu quý ngày một tiều tụy, trái tim người đánh cá cũng đã nguội lạnh. Ông ta quyết định thả nó về với biển. Một hôm, đột nhiên ông nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy con rùa năm ngoái ông đã thả. Nhà ngươi đã có được hạnh phúc rồi, cớ gì lại về đây? Hạnh phúc của tôi là ông cho tôi không thể quên, ông rùa biển nói. Ừ, nhà ngươi đi đi, chỉ cần nhà ngươi hạnh phúc là được rồi. Sau này không cần đến thăm ta nữa, người đánh cá thương cảm nói. Rùa biển lưu luyến ra đi, nhưng một tháng sau nó lại quay về. Ồ, thế nghĩa là thế nào? Khi ta có ý muốn chiếm hữu ngươi vĩnh viễn, ta đã làm đủ mọi cách mà không lay động được ngươi. Khi ta thả ngươi đi, ngươi lại quay về, người đánh cá nói. Câu chuyện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc buông bỏ và tôn trọng tự do cá nhân. Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng muốn chiếm hữu những gì mình yêu thích hoặc coi trọng. Tuy nhiên, bài học từ câu chuyện là việc chiếm hữu không thể mang lại hạnh phúc thực sự cho cả hai bên. Thực tế, việc buông bỏ và cho đi tự do thường xuyên mang lại kết quả tốt đẹp và bất ngờ. Câu chuyện cũng cho thấy sự quay trở lại của rùa biển sau khi được thả tự do là một minh chứng cho việc lòng biết ơn và tình cảm chân thành không thể bị ràng buộc bởi sự chiếm hữu.
Sự trở lại tự nguyện của rùa biển sau khi được thả tự do chứng minh rằng tình cảm thực sự và tự nhiên có giá trị cao hơn nhiều so với mọi sự ép buộc hay chiếm hữu. Cuối cùng, hạnh phúc thực sự đến từ việc tôn trọng sự lựa chọn và tự do của người khác, và đôi khi, chính việc buông bỏ, thả lỏng là cách tốt nhất để duy trì và nuôi dưỡng mối quan hệ. Câu chuyện thứ 14. Bản chất. Con gái của phú ông giàu có đem lòng yêu tha thiết một chàng thanh niên nghèo khó. Phú ông bảo con gái dẫn người yêu về nhà ra mắt mọi người. Con gái phú ông đem chuyện vui này nói với anh thanh niên, nhưng anh lại buồn bã khi nghe được tin này vì nhà anh rất nghèo, ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có. Cuối cùng, con gái phú ông phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho anh. Đúng ngày hẹn, anh thanh niên vui sướng đến nhà người yêu. Nhìn thấy anh thanh niên có khí chất là khôi ngô, tuấn tú, phú ông rất hài lòng. Nhưng sau đó, ông nhíu mày tỏ vẻ khó chịu bởi vì tuy trang phục của anh ta rất đắt tiền, nhưng không tỏa ra mùi thơm. Đoán biết gia cảnh của anh không thể mua được quần áo đẹp như thế, trong lòng phú ông buồn lắm. Nhân lúc hai mẹ con cô gái đi rửa tay, phú ông gọi anh thanh niên tới hỏi, "Này anh, quần áo này không phải của anh đúng không?" Anh thanh niên vừa nghe xong mặt liền đỏ bừng lên, nhưng vẫn gật đầu. Phú ông nói, "Gia cảnh anh thế nào, chúng tôi đều biết rõ. Tôi biết tối nay anh làm vậy cũng vì muốn chúng tôi vui, để chúng tôi không mất mặt với mọi người. Nhưng rất tiếc, anh không những thay đổi bề ngoài mà ngay cả bản thân cũng đã chối bỏ. Chúng tôi không sợ anh nghèo, sợ nhất là giàu mà không thành thật. Nếu một người chối bỏ bản chất của mình, sau này làm sao có chỗ đứng trong xã hội?" Lời nói của phú ông rất thẳng thắn nhưng cũng rất chói tai, giống như một gáo nước lạnh tạt vào tận tim anh thanh niên, khiến anh rất xấu hổ. Buổi ra mắt này cũng là bài học quý giá cho cuộc đời anh. Từ đó về sau, anh hoàn toàn từ bỏ hư vinh, luôn sống đúng với bản chất của mình. Sau khi vợ chồng phú ông lần lượt qua đời, anh và vợ của mình được thừa hưởng toàn bộ gia sản, nhưng họ đã hiến cho xã hội, xây trường học và làm việc công ích về sau. Hai vợ chồng thậm chí còn giàu hơn bố mẹ vợ nhưng vẫn sống rất giản dị, không xa xỉ, bởi trong lòng họ luôn khắc sâu. Một câu nói đó chính là, chỉ khi sống thật với bản thân, với những gì mình có, đó mới là hạnh phúc. Câu chuyện thứ 15. Ba du khách. Ba người du khách cùng thuê phòng trong một khách sạn. Sáng sớm hôm sau, khi cả ba đi ra ngoài, người đầu tiên cầm theo một chiếc ô, người thứ hai cầm theo một cây gậy ba tom, còn người thứ ba không cầm theo gì hết. Họ đi không được bao lâu, trời bỗng đổ mưa lớn. Đến tối, cả ba quay lại khách sạn thì người cầm theo ô lại bị ướt hết. Người cầm theo ba tong khô, người toàn thương tích, còn người thứ ba lại bình an vô sự. Thấy thế, hai người kia vô cùng khó hiểu, đến hỏi người thứ ba, ông không đem ô cũng chẳng đem ba tong thế sao không bị gì hết. Người thứ ba không trả lời ngay mà hỏi người đem ô, tại sao anh chỉ bị ướt mà không bị thương. Người đem ô trả lời, khi trời mưa to, bởi vì tôi có ô nên cứ thế đi. Không ngờ trời mưa còn kèm theo gió to, cho dù có ô cũng không che được nên mới bị ướt. Khi đi đến đoạn đường lầy lội, vì không đem theo gậy nên tôi cẩn thận chọn những chỗ chắc chắn để đi, do đó không bị thương. Anh lại quay sang hỏi người cầm ba tôm, tại sao anh không bị ướt mà lại bị thương. Người đó nói, khi trời mưa, vì không đem theo ô nên tôi tìm chỗ trú, do vậy không bị ướt. Còn khi đi qua con đường lầy lội, tôi dùng ba tong để chống, nhưng không biết tại sao lại liên tục bị ngã. Người thứ ba nghe xong cười nói, chính vì vậy mà hai anh người thì bị ướt, người thì bị thương, còn tôi không bị sao hết. Khi trời mưa to, tôi tìm chỗ tê rờ cẩn thận đi qua đoạn đường khó đi. Do đó tôi không bị ướt cũng không bị thương.
Sai lầm của hai anh là quá hững, lại cho rằng mình đã có ô và ba tông rồi nên không chú ý cẩn thận. Dân, sự chuẩn bị và cẩn thận là yếu tố quan trọng để vượt qua khó khăn và tránh khỏi nguy hiểm. Người thứ ba đã không chỉ dựa vào những dụng cụ bề ngoài như ô hay gậy ba tông, mà thay vào đó, họ đã sử dụng trí thông minh và cẩn thận để chọn lựa đường đi an toàn và tránh được hậu quả tiêu cực. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có những công cụ hoặc điều kiện lý tưởng, nhưng bằng cách sử dụng khả năng tư duy và cảnh giác, chúng ta vẫn có thể vượt qua mọi trở ngại và đối mặt với thử thách một cách an toàn và thành công.